Ok, xin chào anh em nhé. Nay bận quá không đi đánh được. Đó con chim bể của mình này. Nay đem nó đạp từ nắng. Nay không dám đưa đi nữa. Máu đánh nhau lắm. Này này, trời, xe chạy. Lâu lắm mà không được đi phơi nắng này. Đó. Máu lắm. Quái lắm. Phải cũng quái. Bữa con kia mình đem đánh đằng sau nhà là bị con bổi kia dữ quá chạy bổi chứ không phải là bể đâu, bể không chơi được nha anh em nha. Nhưng mà mình con này cũng chưa có đủ sức để đi bắt bổi đâu, nó căng rồi đấy, nhưng mà chưa thời gian đấy, thời gian cho nó đi bắt này nó phơi nắng. Con này mắt chưa đỏ này. Cái lục này mình chế lại nhá. Nó là cái lục này, lục thấp lắm. Cái này có chút xíu vậy à. Mình nâng cái này lên này, nâng nó lên khoảng tầm này đây này, thấy không? Nó ngược bằng một gang này. Giờ nó cao hơn con này, nó ở trong này nó cảm giác rác nó thoải mái này. Chứ như cái này này chật quá. Quá chật luôn. Con này đang tắm này, cho nó tắm. Cho nó tắm kiểu này luôn. Xuống, đánh xuống. Tắm xíu đi phơi nắng. Tắm hiểu. Con này chút xíu à, nhỏ xíu. Máu lắm rồi. Bữa chạy bội phát rồi giờ không dám cho nó đi. Máu cắn lắm. Cắn mình chảy hết. Ây, chảy hết mỏ luôn ha. Cái lục này mình chế. Ây da, cắn to này. Cái này mình chế anh em nha. Nha. Này chế cho nó à. Này thấy nó hơn gà không? Này con này nó chạy trong kia nó thoải mái tí. Hôm bữa cái lồng lục kia nó bé quá. Đây, dùng cái lục kia mình chế lại thôi. Máu. Cho phơi nắng một tí anh em nha. Kì không? Cắn chảy hết mỏ luôn, tung mình á, đó thấy không? Tung nó cắn mình. Đưa con bổ vô nó cắn sứt đầu luôn. Chào anh em nha, để cho nó phơi nắng một tí mình cắt. Hôm nay cũng chưa dám cho đi, chắc để thời gian nữa xem như nào. Để mình cho nó đi lần nữa. Đi sợ nó lại sợ bổi quay xong luôn á. Bây giờ anh em nhé.
Sao riêng gì ạ?